một màu xanh xanh, một màu xanh trắng tem vàng. Là màu đậu biết. Làm gì đó? Em là đang tìm kiếm những cái màu thực phẩm thiên nhiên để cho vào món ăn. Mà em nghĩ tới ngay luôn có mấy cái màu quen thuộc của cô. Có màu gì khác hay ho hơn không cô? Ở trong bếp cô nè, hiện giờ đang có một cái chai nước màu tự nhiên. Có cái màu giống màu áo của em luôn á. Trời, sao hay vậy cô? Từ cái gì cô, nguyên liệu gì cô? Bí mật chút vô nói, bữa nay xin cái màu đậu biếc đó không? Với lại màu hồng này làm một cái loại bánh. Bánh nếp nhân xo điếp, gói tròn tinh hoa. Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Mình sử dụng bột nếp lọc thì bánh nó sẽ dai và ngon. Cho vào đây một muỗng cà phê muối nha. Sau đó mình trộn đều cho từ từ cái lượng nước sôi luôn á. Cô sẽ cho vào đây từ 250 cho tới 300ml nước. Bây giờ thì cô sẽ chia cái phần bột này ra thành 3 phần. Dạ. Tức là nó sẽ có 3 tô. Rồi, đầu tiên á, màu hồng của áo em á, đó là cô sử dụng từ là lá cẩm thái. Mình cho một ít nước vô, xong rồi mình đun lửa cho nó sôi từ từ thì nó sẽ có ra cái màu của lá cẩm nha. Rồi, cô nhờ Tuấn nhồi giùm cô cái màu này. Tiếp tục chúng ta sẽ sử dụng màu của hoa đậu biếc. Tương tự thì chúng ta sẽ nhồi cái phần bột màu trắng với lại nước nóng thì chúng ta sẽ có một cái phần bột màu trắng. Cái phần bột màu tím rất là đẹp. Mình bọc lại để cho bột nở cô ha. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ pha màu đậu biếc và màu lá cẩm đậm đặc để cho vỏ bánh có màu đẹp. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị phần nhân. Đối với còi giò đẹp khô á, ngâm cho nó mềm, sau đó hấp chín, xé nhỏ và trộn với lại một ít hành tỏi phi. Sẽ trộn cái phần nhân. Đầu tiên á, thì mình sẽ cho là gồm có giò sống nè, có tôm sú, lau cho khô và xay nhuyễn ha. Đậu xanh này mình đã ngâm mềm và hấp chín. Ôi, cái phần nhân ngon quá cô ơi. Coi xoa điệp cho vô đây luôn. Khoảng chừng một muỗng cà phê ngò rí băm. Hành lá băm cũng khoảng chừng một muỗng canh. Mình cho thêm một ít nữa hành phi. Một muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon heo. Một muỗng cà phê đường và nửa muỗng cà phê tiêu. Bây giờ mình sẽ trộn đều. Tạo hình nhân trước là rất là đơn giản thôi. Mình sẽ tạo hình nhân thành những cái viên tròn cỡ hình như quả tắc tròn nhỏ nhỏ như thế này. Em sẽ làm phụ cô. Đúng rồi, em giúp cô đi. Rồi. Bây giờ đó, Tuấn bao cái phần dĩa nhân này lại rồi bỏ trên lò vi sóng, em hấp giùm cô khoảng chừng một phút thôi. Rồi, thơm lắm cô ơi. Mình có thể xe bột dài ra, chia một cái phần bột á thì nó bự hơn cái phần nhân chút xíu thôi. Dạ. Yeah. Mình sẽ làm một cái miếng bột tròn mà chính giữa này nè là sẽ dày và xung quanh thì cái rìa nó sẽ mỏng hơn. Mình sẽ đặt một viên nhân vào trong. Rồi, bao lại. Rồi, gió tròn. Mình dùng tay mình ấn lõm một chút xíu. Mình sẽ đặt lên trên một cái miếng lá chuối này. Đó. Màu hồng của em. Trong khi mà cô trò mình nặng bánh á, thì em đã bắt một cái nồi nước lên giùm cô để hấp rồi. Đó, rồi. Hấp khoảng bao nhiêu lâu cô nhỉ? 10 phút kể từ khi nước sôi. Các bạn lưu ý là thỉnh thoảng chúng ta xả hơi nước trong khi hấp để cho bánh định hình tốt nhé. Chúng ta sẽ pha nước chấm. Mình sẽ cho 4 muỗng canh nước tương Phú Sĩ, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê nước cốt tắc. Khi ăn mình sẽ cho thêm là ớt băm và tỏi băm. Rồi, như vậy là mình đã có cái phần nước chấm rồi đó. Mình sẽ lấy bánh ra cô ha. Sẽ trình bày ra. Rồi. Rồi, một ít là dầu phi hành nè, ớt nữa cho nó có màu sắc. Xong. Và để có một bữa ăn hoàn chỉnh thì các bạn sẽ kết hợp thêm với món gỏi thịt bò trộn rau và lẩu cháo cá ám miền Bắc. Bánh này á phải ăn lúc bánh còn nóng hổi, thơm lừng mới cảm nhận hết được độ dẻo mềm của bột nếp, vị ngọt thơm của sò điệp khô, thêm một chút bùi bùi của đậu xanh chấm với nước tương chua ngọt thì mới gói tròn mọi tinh hoa. Bánh nếp nhân sò điệp, món ăn của ngày hôm nay là một món ăn không chỉ đẹp mắt mà còn ngon miệng và tạo nên sự độc đáo của bữa ăn nữa. Và công thức thì luôn luôn có sẵn ở trên YouTube, website và fanpage của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày.